Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Truyền thông Tây Nguyên. Sau bao ngày ẩn tu nay, Sư Minh Tuệ đã trở lại khất thực dưới mưa. Hôm nay là một ngày đặc biệt với những người thương quý và chờ đợi suốt một tháng trời ròng rã vừa qua. Ngay từ sáng sớm, người dân đã vây kín khu vực thầy đang ở. Một tin vui cho những người đang theo dõi thầy từ xa đó chính là hôm nay, những bà con có mặt ở đây vô cùng ý thức. Tuy đông, nhưng không ai chen lấn nhau để được gần thầy Minh Tuệ. Ai nấy đều tôn kính, đứng nép hai bên đường nhìn và đảnh lễ thầy. Thầy bước từng bước chân nhanh nhẹn, gương mặt hoan hỷ trước tấm lòng của Phật tử. Để đảm bảo an toàn cũng như trật tự, lực lượng chức năng cũng đã đi theo hỗ trợ cho quá trình tu tập của thầy. Anh Thìn cũng sánh bước đồng hành cùng anh trai. Có lẽ anh Thìn cũng lo lắng và muốn có mặt để kịp thời hỗ trợ Sư Minh Tuệ khi cần thiết. Trước đó, trong thời gian thầy lên núi ẩn tu, anh Thìn là một trong những người bồn chồn lo cho sự an nguy của thầy nhất. Dù mỗi ngày đều rạng rỡ đón tiếp mọi người ghé thăm cốc, nhưng sâu thẳm trong anh vẫn rất thương và lo lắng, không biết anh trai có khỏe không, có ăn đầy đủ không, có được bình an tu tập hay không. Và cuối cùng, gieo nhân tốt sẽ gặt được quả tốt. Tất cả sự thiện lành của anh Thìn và cả thầy Minh Tuệ đã được đền đáp xứng đáng. Bằng chứng là ngày hôm nay, thầy đã an nhiên tự tại, bước trên con đường về quê trong tình yêu thương vô bờ bến của mọi người. Ông trời cũng đổ cơn mưa tưới mát những hạt giống thiện lành mà thầy mang đến. Dưới cơn mưa, những bước chân của thầy dường như vững chãi hơn, như thể hiện rõ sự quyết tâm của thầy Minh Tuệ. Càng khó khăn, thì thầy càng vững bước, một lòng đi theo chánh đạo cứu độ chúng sanh. Nhìn những hình ảnh này, người dân cả nước không khỏi nghẹn ngào xúc động. Dù ở xa không được trực tiếp chứng kiến hành trình của thầy, nhưng nhìn những cảnh này, thầy đi trước, Phật tử dõi theo sau với ánh mắt thương kính, quả là một hình ảnh đắt giá. Có lẽ ngày 12 tháng 7 chính là cái ngày khó quên nhất trong lòng đồng bào Việt Nam. Nhiều cư dân mạng không giấu được xúc động đã để lại bình luận như sau. Thần sắc của thầy khi đi khất thực thật vui vẻ và hoan hỷ quá. Người dân hôm nay quá tuyệt vời, mình ở xa nhưng thấy hạnh phúc thay. A-di-đà Phật, tuyệt quá, người dân hôm nay rất ý thức, hoan hỷ với mọi người. Cảnh tượng này trong mưa thấy đẹp vô cùng. Thầy Minh Tuệ ơi, con rất hạnh phúc, con thấy thầy rồi con khóc. Thầy ơi, mọi người giúp thầy hoàn thành ý nguyện hạnh đầu đà nhé, đừng đi theo làm khổ thầy. Nam mô A-di-đà Phật. Có thể thấy tất cả đều hân hoan trước sự việc này. Họ không chỉ mừng vì Sư Minh Tuệ khỏe mạnh sau một tháng ẩn tu, mà họ vui vì thấy được nụ cười hoan hỷ ngày nào của thầy. Có lẽ niềm an lạc và hạnh phúc tột cùng của thầy Minh Tuệ chính là được bộ hành khất thực mỗi ngày. Thầy muốn gieo duyên cho mọi người, cứu độ chúng sanh, nhưng với điều kiện mọi người phải đảm bảo trật tự, không gây mất an ninh. Có thể như thế thì thầy mới yên tâm tu tập cũng như khất thực. Thầy không muốn vì hạnh tu của bản thân mà làm ảnh hưởng đến xã hội. Mong mọi người hãy hỗ trợ thầy, giúp thầy hoàn thành tâm nguyện của mình. Sự giản dị chân thực của Sư Minh Tuệ đã lan tỏa sâu rộng. Nhìn vào thầy Minh Tuệ, ta như được trở về với hình ảnh của Đức Phật năm xưa, từ bỏ tất cả những tiện nghi vật chất, tinh thần để tìm đến chân lý, sự giác ngộ, giải thoát. Sự xuất hiện của thầy gợi nhắc lại những giá trị cao quý của Phật giáo mà đôi khi chúng ta đã lãng quên trong cuộc sống hiện tại. Thầy không cần những lời hoa mỹ hay phô trương lễ nghi. Chính sự giản dị chân thành của thầy đã lan tỏa và thấm sâu vào trong lòng mỗi người, từ đó xây dựng nên hình ảnh chân tu trong lòng Phật tử khắp cả nước. Những bước chân thầm lặng của một con người tự hạ thấp mình, hạ thấp mọi nhu cầu vật chất của bản thân xuống đến mức tối thiểu, giờ đây dường như đang phát ra âm vang hùng hồn còn hơn cả vạn lời thuyết giảng. Điều này chứng minh một thực tế là hạt giống thiện lành trong lòng người Phật tử Việt Nam ở khắp mọi nơi vẫn đang còn nguyên đó. Nhưng không thể được khơi dậy bởi những lời thuyết giảng suông hay những lý thuyết cao siêu xa vời. Người Phật tử cần có một hình mẫu thực tế để chứng minh một cách giản dị nhưng đầy thuyết phục rằng một đời sống tu tập theo đúng lời Phật dạy là có thể và có một con người bằng xương bằng thịt đã và đang thực hành như vậy. Nhiều năm qua, Thầy Thích Minh Tuệ từng nhiều lần nói rằng Thầy chỉ đang cố gắng học tập, học hỏi, cố gắng sống đúng theo lời Phật dạy. Thầy không nhận làm hay dạy dỗ bất kỳ ai. Qua một số clip được chia sẻ trước đây,
Chúng ta thấy nhiều Phật tử đi theo và cung kính như người già đến người trẻ, bao gồm cả những nam thanh nữ tú. Thậm chí, có những clip cho thấy những người xăm trổ cũng biết chắp tay và niệm A-di-đà Phật. Hình ảnh một anh công an chào hỏi và chắp tay, một chị quân nhân tìm đến để cúng dường nước cùng rất nhiều hình ảnh đẹp khác, thể hiện sự gieo duyên hạt giống từ bi thật đáng trân trọng và nhiệm màu. Thay dù thầy có ẩn tu một ngày, một tuần, một tháng hay một năm, thì chắc chắn rằng với những giá trị chân thực mà thầy mang lại, thì lòng ngưỡng mộ của người dân đối với thầy sẽ không bị suy giảm. Hương hạnh của thầy Minh Tuệ truyền cảm hứng cho gia đình. Có thể nói rằng, gia đình đức hạnh của sư Minh Tuệ chính là nơi nuôi dưỡng những tâm hồn thanh cao. Mỗi thành viên trong gia đình của thầy, từ cha mẹ đến các anh chị em, đều thấm nhuần những phẩm chất cao quý của Phật giáo, thể hiện rõ sự hiền lành, rộng lượng và một tấm lòng nhân hậu sâu sắc. Từ khi sư Minh Tuệ chọn quê nhà làm nơi ẩn tu, chúng ta đã có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với gia đình thầy qua những cuộc gặp gỡ thăm viếng và những câu chuyện được chia sẻ, đã có thể cảm nhận rõ ràng tinh thần của những thành viên. Cha mẹ của thầy, dù tuổi đã cao, nhưng mỗi khi có khách phương xa đến thăm nhà và đảnh lễ, họ luôn tươi cười, điềm đạm và trí tuệ trong từng lời nói. Họ hiểu rằng lòng tôn kính và sự mến mộ mà mọi người dành cho con trai mình là vô cùng chân thành và đáng trân trọng. Họ không chỉ mở cửa đón tiếp mọi người mà còn chia sẻ những câu chuyện đầy xúc động về cuộc đời và hành trình tu tập của thầy Minh Tuệ. Qua những lời kể chân thành và sâu sắc, ta có thể thấy được tình yêu thương, sự tự hào và lòng từ bi vô bờ bến của họ dành cho con trai mình. Hai cụ từng kể lại rằng từ nhỏ thầy đã thể hiện sự khác biệt. Thầy có tâm hồn nhạy cảm, từ bi và luôn hướng thiện. Những phẩm chất này không chỉ đến từ bản năng mà còn từ sự giáo dục và môi trường gia đình. Cha mẹ thầy luôn khuyến khích con cái sống đúng với những giá trị đạo đức, trân trọng sự thật và lòng nhân ái. Trước khi thầy quyết định bước vào con đường tu hành, cha thầy đã dặn dò kỹ lưỡng một điều quan trọng: tuyệt đối không được nhận tiền của bất kỳ ai. Ông khẳng định rằng nếu thầy nhận tiền, mọi công sức và thời gian tu tập sẽ coi như đổ sông đổ bể. Đây không chỉ là lời dặn dò thông thường, mà là một nguyên tắc sống quan trọng, thể hiện sự nghiêm khắc trong việc giữ giới và tôn trọng hạnh đầu đà, một phương pháp tu hành khắc khổ mà thầy đã lựa chọn. Thời gian gần đây, khi Phật tử khắp nơi đến thăm viếng và đảnh lễ, nhiều người đã có lòng biếu tiền để hỗ trợ gia đình. Tuy nhiên, với sự chính trực, hai cụ đã từ chối những món quà này. Họ chia sẻ rằng họ đã có lương hưu đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày và không cần đến sự hỗ trợ tài chính từ Phật tử. Hành động này không chỉ thể hiện sự thanh bạch mà còn là sự tôn trọng đối với hạnh tu mà sư Minh Tuệ đã cam kết tuân thủ. Nhìn vào gương mặt hiền từ và đôi mắt ánh lên sự kiên định của cha mẹ sư Minh Tuệ, người ta thấy được sự đồng lòng trong quyết tâm không lay chuyển. Họ hiểu rằng việc giữ gìn nguyên tắc tu hành của thầy không chỉ là trách nhiệm của riêng thầy, mà còn là trách nhiệm của cả gia đình. Họ mong muốn rằng, thay vì biếu tiền, mọi người hãy giữ trong tâm mình lòng từ bi, sự yêu thương và sẻ chia, và hãy tiếp tục thực hành những giá trị tốt đẹp của Phật giáo trong cuộc sống hàng ngày. Đó cũng là cách chúng ta thể hiện sự tri ân và biết ơn tốt nhất đến với sư Minh Tuệ. Không thể không nhắc đến anh Thìn, em trai của sư Minh Tuệ. Nhiều người nhận xét anh Thìn sở hữu gương mặt phúc hậu, thật thà và dễ thương. Mặc dù bận rộn với công việc làm vườn, nhưng anh Thìn vẫn luôn tận tâm hỗ trợ các Phật tử đến thăm cốc của sư Minh Tuệ. Thậm chí, anh còn cho phép các YouTuber quay chụp thoải mái, dù đôi khi bị một vài người ném đá cho rằng anh ủng hộ YouTuber là vì trục lợi này nọ. Thế nhưng, bình tâm suy xét thì những việc làm của anh chỉ xuất phát bằng cách tâm. Anh học theo sư Minh Tuệ, hòa ái với tất cả mọi người, giúp được ai chuyện gì thì anh sẽ giúp, miễn điều đó không vi phạm pháp luật. Về anh Tuấn, có lẽ vì bận rộn công việc nên thành viên này của gia đình sư Minh Tuệ ít xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, với bức ảnh hiếm hoi chụp cùng sư Minh Tuệ, ai nấy đều có thể cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực toát ra từ anh, với vẻ mặt nghiêm nghị nhưng tràn đầy tâm thiện. Hình tượng anh Tuấn, đây có lẽ cũng chính là kết quả của sự lan tỏa từ sư Minh Tuệ. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Bây giờ xin tạm biệt
hẹn gặp lại chương trình lần sau. Thân ái kính chào quý vị. Chúc quý vị và các bạn nhiều niềm vui, an lạc.